Đan Trường từng hối thúc việc Hương đi cua chồng. Trong buổi họp báo công bố live show đầu tiên của nghệ sĩ hài, Đan Trường chia sẻ những kỷ niệm thời còn ăn ngủ chung nhà với Việt Hương. Đan Trường hiếm khi đi sự kiện, nhưng vì tình bạn lâu năm với Việt Hương, anh tới ủng hộ nữ danh hài. Việt Hương diện áo dài hồng nền nã, đeo bộ trang sức vàng chói lọi, hào hứng giới thiệu đêm diễn riêng đầu tiên kỷ niệm 20 năm làm nghề của chị. Việt Hương tiết lộ sẽ đưa những ý tưởng táo bạo, kết hợp hiệu ứng hiện đại và nhiều loại hình nghệ thuật như hài, xiếc, múa hát trong live show. Đêm diễn không có MC mà Việt Hương cùng các khách mời sẽ diễn liên tục trong 2 tiếng đồng hồ. Nghệ sĩ Công Ninh làm cố vấn nghệ thuật, Minh Nhí tham gia dàn dựng một tiết mục. Ông xã của Việt Hương là ca nhạc sĩ Hoài Phương, giữ vai trò giám đốc âm nhạc. Nữ danh hài hy vọng tạo nên một đêm diễn đậm dấu ấn và lan tỏa được tinh thần của chị tới khán giả. Việt Hương nhí nhảnh chu môi hôn gió chụp ảnh cùng Đan Trường. Anh Bo tiết lộ quen biết Việt Hương từ những ngày mới tập hát, chưa chính thức bước chân vào làng giải trí. Hai người có vài tháng sống chung trong một căn nhà ở Mỹ. Việt Hương luôn chia sẻ mọi vui buồn, kể cả chuyện tình cảm với Đan Trường. Việt Hương từng tâm sự chuyện để ý nhạc sĩ Hoài Phương và hỏi ý kiến tôi, chính tôi đã hối thúc, khuyên bạn phải nắm lấy cơ hội, tấn công ngay anh chàng xuất sắc đó, nam ca sĩ kể lại. Cùng với Đan Trường, Phương Thanh cũng là khách mời sẽ góp mặt trong live show của Việt Hương. Chị Chanh đi họp báo với chiếc mũ chùm kính, che phần đầu đã xuống tóc. Tuy nhiên, khi chụp ảnh kỷ niệm cùng Việt Hương, Phương Thanh lại bỏ mũ ra, không giấu mái đầu đã cạo trọc. Diễn viên Huỳnh Lập cùng các gương mặt trẻ như La Thành, Hữu Tính cũng làm khách mời trong show của Việt Hương. Ngoài diễn xuất, Huỳnh Lập còn tham gia biên tập đạo diễn một tiểu phẩm trong đêm diễn này. Sau khi cầm chịch buổi họp báo, MC Anh Quân nhí nhảnh ghi lại kỷ niệm với danh hài. Việt Hương được tặng chiếc bánh kem cỡ lớn, mừng sinh nhật sớm 5 ngày. Hương show sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 5 tây tháng 11 tại sân vận động Quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình dự kiến thu hút 15.000 khán giả tham dự, trong đó có 11.200 vé phát miễn phí cho sinh viên. Tiền bán vé được Việt Hương dùng gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!